tám câu chuyện cuộc đời nghe xong vừa được an ủi vừa tích lũy được kinh nghiệm sống ngôn từ luôn có một sức mạnh to lớn chúng có thể khiến một người trở nên buồn bã đau khổ nhưng mặt khác chúng cũng có thể xoa dịu những mệt mỏi mang đến cho ta niềm vui và hạnh phúc ở một khía cạnh nào đó chúng còn là phương thức thể hiện sự sáng tạo của con người bởi thế, những câu chuyện cuộc sống hiện thực đã trở thành nơi những trái tim mệt mỏi cần tìm kiếm sự an ủi, bình yên và ngọt ngào. Hãy cùng Vân Anh nghe ngay 8 câu chuyện cuộc đời ngắn dưới đây để vừa giải trí, vừa được an ủi, lại học hỏi được không ít kinh nghiệm sống ở đời. Câu chuyện thứ nhất Niềm thương vô bờ bến Anh à, chị ba hôm qua gọi điện cho em. Vừa thay phổi cái áo, thằng tí vừa trả lời chị ba gọi có việc gì không vợ nó đi đến sửa lại cái cổ áo cho chồng rồi nhẹ nhàng nói chị ba rủ hôm nay cuối tuần vợ chồng mình cùng gia đình chị ba về thăm mẹ ăn sáng xong vợ chồng mình chở tụi nhỏ về chơi với mẹ nghe anh thằng tý vội vàng nói hôm nay anh có hẹn với đối tác ăn sáng uống cà phê bằng công việc buổi trưa thì bên hội doanh nghiệp trẻ mời giao lưu chắc tối anh mới về nhưng mà em lỡ hẹn với chị ba rồi tính sao đây thì em với tụi nhỏ về thăm mẹ đi tuần sau rảnh anh về nói xong nó đi vội ra xe vợ nó nhìn theo buông tiếng thở dài đối tác của nó là một người đàn ông trung niên trông rất từng trải và dày kinh nghiệm sống nó cảm nhận được điều đó qua lời ăn tiếng nói và cách hành xử trong công việc của ông ta hôm nay đúng là một ngày may mắn đối với nó công việc rất thuận lợi và trôi chảy một cách nhẹ nhàng xong chuyện trao đổi công việc Bỗng người đàn ông trung niên ngước lên hỏi nó Anh còn mẹ chứ? Nó vui vẻ trả lời Vâng, mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm Ông ta thở dài một tiếng rồi nói Chúc mừng anh, anh thật diễm phúc và may mắn hơn tôi Nghe vậy, nó ý nhị hỏi Thế bác gái vẫn còn khỏe mạnh ha anh? Ông ta buồn buồn trả lời Không, mẹ tôi đã xa rời tôi về với thế giới bên kia hơn một năm nay rồi. Ngưng một lúc, ông ta lại nói tiếp. Lúc mẹ tôi còn sống, thì tôi lại vì công việc không thường xuyên ở bên mẹ. Đôi lúc bà nhớ tôi, nhắn tôi về cho bà nhịn tí. Tôi liền đưa ra lý do là hôm nay có cuộc họp, ngày kia đi công tác, nên con chưa về thăm mẹ được. Nói tới đây, bỗng người đàn ông trung niên nghẹn giọng. Nó ngước nhìn thì thấy mắt ông ta đỏ he một lát sau, ông ta nói tiếp: "Tôi cứ nghĩ, sống trên đời, chúng ta phải tạo dựng sự nghiệp cho vững vàng, vì thế tôi lao vào công việc quên cả ngày đêm. Ông trời không phụ lòng tôi, đã cho tôi một khối tài sản rất lớn, nhưng tôi không dừng lại ở đó, tôi vẫn tiếp tục lao vào công việc. Đồng tiền nó đã chiếm trọn thời gian của tôi, có những lúc đưa vợ con đi ăn và nghe cuộc gọi làm ăn là tôi bay đến ngay." vì vậy mà vợ tôi rất buồn đến lúc vợ tôi bỏ đi mẹ tôi mất tôi mới nghiệm ra một điều tài sản lớn nhất của đời người là có được người vợ hiền chịu thương chịu khó lo trong ngó ngoài những đứa con ngoan và cha mẹ luôn sống bên cạnh mình anh còn mẹ hãy dành nhiều thời gian bên mẹ khi cụ còn sống chưa đừng để sau này hối hận như tôi giá như bây giờ ai bán cho tôi một chút thời gian quay lại để tôi được bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ những ngày cuối đời, thì tôi sẵn sàng mua với cái giá tuổi thọ của tôi. Nói xong, người đàn ông trung niên đã khóc thành tiếng, nó cũng nghẹn đắng nơi cổ họng. Vội vàng tạm biệt người đàn ông trung niên, nó chạy rất nhanh ra lấy xe rồi đi thẳng về nhà mẹ. Bước vào nhà, nó thấy vợ và mẹ quấn quýt bên nhau. Vợ nó đang nhổ tóc ngứa cho mẹ, nó thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho nó một cô vợ hiền, một nàng dâu hiếu thảo. Vợ nó ngạc nhiên khi thấy nó về bất ngờ nên buộc miệng hỏi. Ơ, công việc sao rồi mà về sớm vậy mình? Anh nói tối mới xong cơ mà. Nói xong, vợ nó nhìn nó thì thấy đôi mắt nó đỏ hoe. Vợ lo lắng hỏi, sao mắt mình đỏ vậy? Lao vội giọt nước mắt, nó liền trả lời. Ờ, Chắc do bụi bay vào đó. Vợ nó nghi ngờ. Xảo quá, đi xe ô tô sao có bụi được? Nó không trả lời, chạy ào đến bên mẹ, dụ đầu vào ngực mẹ như đứa trẻ lên ba, lũng nịu. Má à, con có lỗi với má nhiều quá. Từ rài về sau, cuối tuần, con sẽ đưa vợ con xuống làm phiền má nha má. Mẹ cười mớm mém nói. Mộ tổ bay, mấy tháng này không thấy tụi bay dậy. Tao nói thằng hai gọi điện cư bày chợ sắp nhỏ với gia đình con ba về cho tao nhìn tí cho đỡ nhớ. Hình như vợ nó mang mắn, hiểu ra vấn đề nên nàng tươi cười hò. hò. Con chim xe xe nó đẻ trên cột đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ mình, anh có biết không? câu chuyện tiếp theo mật ngọt láng giềng ở khu tập thể không ai lại gì bà ba mỗi sáng bà hay ngồi ở chiếc ghế đá trước cổng khu tập thể nhìn người này đưa con đi học nhìn người khác đi chợ hoặc ai đó vội vàng đến công sở chiều ai trở về cũng thấy bà vẫn ngồi chỗ ấy bắt chuyện hỏi thăm ngày đầu trước đây bà đã từng lập gia đình chỉ vài năm sau người chồng bạc mệnh của bà đã mãi mãi đi xa trong một lần đánh cá ngoài khơi bà ở vậy từ đó đến giờ nga là thư ký cho một tổng giám đốc người nước ngoài cũng như bao người khác ở khu tập thể nga rất ít thời gian nên chưa bao giờ dừng lại nói chuyện với bà được lâu nhưng dường như bà ba không nhận ra điều đó mỗi lần gặp người quen bà luôn chào hỏi từ xa nga thì tỏ ra khó chịu cô phục khỏi với ý nghĩ bà già lẩm cẩm quá một lần, Nga đi công tác xa, đi từ lúc trời chưa sáng. Quái âm thay, hôm đó, do ngủ quên, Nga vội vàng ào ra khỏi nhà mà quên khóa cửa. Gần cả ngày công tác trôi qua, Nga rụng rời tay chân khi nghĩ đến số tiền dành dụm được bấy lâu và số nữ trang cất trong tủ, rồi tivi đầu đĩa, máy nghe nhạc. Rụt gan Nga như lửa đốt khi trên đường về. Phải chi nghe biết số điện thoại của một vài người trong khu tập thể để hỏi thăm tình hình. Ờ, à, mà nếu biết, làm gì mình biết bụng dạ người ta? Chiều tối vừa về tới, Nga vội vàng lao vào nhà. Một bóng nhỏ nhắn ngồi trước băng đá là bà ba. Thấy Nga, bà vội nói gì đó, nhưng Nga mặc kệ bà, vội như không nghe thấy. Lúc này đây, mớ tài sản của cô trong nhà có còn không mới là điều quan trọng nhất. Cô sững người, đứng nhìn căn phòng đã khóa chặt cửa. Cô ghé mắt lại gần, xem kỹ. Căn phòng được khóa bằng một ổ khóa lạ. Chưa biết thế nào thì bà ba lơm khơm bước tới. Trên tay cầm chìa khóa đưa cho Nga. Thì ra sáng dậy bà không thấy Nga đâu mà cửa nhà mở toan. Bà biết là Nga quên khóa cửa nên bà đã dùng khóa của mình khóa lại giúp. Bà ngồi đợi Nga đến khuya vì sợ cô về không vào được nhà đêm đó ngay như thức trắng nghĩ ra có một bài học về sự quan tâm chia sẻ trong cuộc sống bài học từ một bà cụ lẫm cẩm và lạc hậu như cô đã từng nghĩ bạn tôi ơi đừng băng qua cuộc sống này quá nhanh hãy thường xuyên dừng một phút nhìn lại mình mà điều chỉnh biết thay đổi khi cần bạn cũng đã biết chúng ta đến với cuộc đời này chỉ một lần vì vậy để yêu thương người thân và người chung quanh xin hãy làm ngay lúc này vì rằng bạn sẽ không quay lại cuộc đời này lần nữa câu chuyện tiếp theo có một tình mẫu tử thiêng liêng như thế anh lý vợ muộn lắm gần bốn mươi mới có thằng cu đầu tiên thằng bé sáng láng và đẹp vô cùng ngài nói được ba tháng bà nội nó đi chấm lá số tử vi cho nó thầy bảo thằng bé sau này rất tốt nhưng nó khắc mẹ nó nhà phải đại phúc thì mẹ nó mới qua được năm thằng bé 3 tuổi bữa đó anh đang ở công trường lúc gần trưa thì nhận được cuộc điện thoại số của vợ anh anh nghe thì đầu dây bên kia là tiếng thằng bé con 3 tuổi nhà hắn tiếng nó đớt đớt ngọng ngọng bảo ba về mẹ đau ở vú tí lắm con sợ anh lao vào nhà Bên giường là thằng bé nước mắt nhòe nhòe vừa khóc vừa lai gọi mẹ. Và anh nhập viện cấp cứu ngay. Cô ấy bị trị tim nặng, suy hô hấp, tím tái, mạch rất yếu. Mọi thứ tốt nhất đều được huy động để cứu mạng cô ấy. Nhưng bác sĩ bảo rất mong manh. Máy hỗ trợ tim và nhịp thở. Mỗi thở khắc đi qua như là cô ấy đang chìm sâu vào cõi chết. Đêm đó, thằng bé về ngủ với bà nội gần 11 giờ đêm, tự nhiên thằng bé giật nảy mình, khóc thét, rồi gạo lên. Mẹ, mẹ ơi, chờ con. Nó tụt xuống giường, đòi đi với mẹ. Cùng lúc đó, anh điện thoại về, có lẽ cô ấy không qua được đêm nay, có lẽ nên cho thằng bé vào gặp mẹ nó lần cuối. Thằng bé từ lúc giật mình tỉnh dậy thì không ngừng gào khóc. Vào đến viện, nó chạy ngay đến ôm lấy tay mẹ. Nó lai gọi, mẹ ơi, đừng bỏ con, ai nhìn thấy cảnh ấy cũng rơi nước mắt cô ấy và thằng bé cả hai đều rất đẹp thế rồi thằng bé đòi ba bế con lên để con ôm mẹ nó nằm gần như áp người vào ngực mẹ nó mặc kệ dây rợ thiết bị máy móc nó thơm mẹ nó nữa nó ngọng nghịu, bảo mẹ tỉnh dậy đi bi ăn ngoan bi không ngậm mồm nữa nào biểu đồ má trợ tim và mái thật của cô ấy đột nhiên khả quan hơn Thế rồi bác sĩ bảo cô ấy có khả năng thoát hiểm. Tình mẫu tử là một mạch liên kết khó giải thích bằng ngôn ngữ khoa học. Tất cả chỉ có thể gói gọn trong hai từ kỳ di diệu. Câu chuyện tiếp theo Một nụ cười có thể khai sáng tâm hồn và cuộc sống người khác khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cô giáo đưa ra một bài tập kỳ lạ cho các em học sinh liệt kê ra tất cả những người mà mình ghét nhưng không có ai biết sẽ làm gì tiếp theo sau đó cô dặn học trò mang theo cài chua đi học và viết tên những người mình ghét lên quả cài chua cô nói các em ghét bao nhiêu người thì dùng bấy nhiêu cài chua số lượng phải tương ứng các em học sinh viết tên người mình ghét lên những quả cài chua rồi để chúng vào các túi ni lông ngày hôm sau mang chúng đến trường Đến lúc này các em vẫn chưa hiểu rốt cuộc là cô muốn làm gì. Ngày hôm sau, các em học sinh mang cà chua đi học như cô dặn. Có người mang theo hai quả, có người ba quả, năm quả, còn có em mang theo 20 quả. Sau đó cô nói, trong vòng 2 tuần, các em hãy chăm sóc cho số cà chua này, mang chúng theo bên mình. Mỗi ngày trôi qua, cà chua bắt đầu đổi mùi, héo đi, các em học sinh cũng bắt đầu than thở có người mang bên mình cả một đống cà chua các em nói thật là chịu không nổi một cà chua hỏng nữa rồi hơn nữa thật sự là rất nặng rất khó mang theo một tuần sau cô giáo hỏi mọi người cảm thấy thế nào các em học sinh lại than thở cà chua vừa nặng vừa có mùi thật sự rất là khó chịu cuối cùng cô giáo đã giải đáp như sau khi các em không thích ai đó những thứ mà các em để trong lòng cũng giống như số cà chua hỏng này vậy. Sự oán hận không tốt cho trái tim, đi đến đâu cũng mang oán hận theo đến đó. Nếu mùa cà chua hỏng khiến các em không chịu nổi, vậy thì hãy tưởng tượng, nỗi oán hận mà các em mang theo mỗi ngày sẽ khiến lòng của các em khổ sở đến mức nào. Trường học không chỉ là nơi học đọc, học viết hay tính toán, còn có những giá trị quan trọng hơn và cũng là điều thầy cô cần ở các em. Ví dụ như biết tôn trọng người khác, dù họ đối xử với chúng ta không tốt thì cũng phải giữ sự hòa nhã, quên đi những người đã làm mình buồn. Chúng ta đều sẽ phạm sai lầm và đều cần được người khác khoan dung. Đừng cứ nhìn vào lỗi lầm của người khác mà hãy chỉ thấy ưu điểm của họ. Một nụ cười, một lời nói tốt đẹp có thể sẽ so sáng cuộc sống người khác, khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn câu chuyện thứ năm người chồng có tấm lòng vị tha được tin một người bạn bị ung thư bác sĩ đã chê cho về nhà nằm chờ chết tôi vội ba sang tiểu bang bạn tôi đang ở để thăm lần cuối đến nhà vào thăm vợ người bạn đưa ra vườn sau thấy anh bạn quý đang ngồi một mình uống trà nhâm nhi từng ngụm ngắm trời mây nước nhà bạn ở sát bờ sông khung cảnh thật hữu tình câu chuyện thứ năm người chồng có tấm lòng vị tha được tin một người bạn bị ung thư bác sĩ đã chê cho về nhà nằm chờ chết tôi vội ba sang tiểu bang bạn tôi đang ở để thăm lần cuối đến nhà vào thăm vợ người bạn đưa ra vườn sau thấy anh bạn quý đang ngồi một mình uống trà nhâm nhi từng ngụm ngắm trời mây non nước nhà bạn tôi ở sắc bờ sông khung cảnh thật hữu tình không có vẻ gì một người sắp đi về chỗ ô hô ai tai. Chỉ thấy một anh đang vui vẻ an nhàn hưởng đời không chút sầu bi. Hỏi thăm, anh bạn cười. Tao chẳng sao cả, sắp chết thôi, cũng là chuyện thường tình, chuyện nhỏ thôi mà. Bạn tôi vẫn có tính tự thỏa xưa, không coi chuyện gì là quan trọng, cái gì cũng gọi là chuyện nhỏ. Hỏi hắn, thấy chuyện lớn là gì? Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu chẳng có chuyện gì là lớn trên cõi đời này cả. Biết tính bạn nên tôi cũng cười theo. Ừ, chuyện nhỏ. Thế bác sĩ nói mày còn mấy tháng? Hắn trả lời, ba tháng là cùng. Nhầm nhọ gì? Cũng được hai tháng rồi. Còn những ba mươi ngày nữa cơ mà. Ngồi xuống đây, uống chút trà với tao. Rồi nói chuyện đời chuyện người cho vui. Trong mặt hắn hơi khác lạ, tôi hỏi Mày có uống thuốc gì không? Trông mày hơi là lạ làm sao ấy? Hắn cười. Tao đang phê, uống thuốc giảm đau loại ma túy. Nên người lân lân dễ chịu lắm mẹ ơi. Đá thật. Mấy anh bác sĩ bảo tao uống nhiều sẽ ghiền. Tao chữ toán lên. Xin lỗi mấy anh. Mấy anh nói tôi còn 3 tháng nữa là tịch. Còn sợ tôi ghiền là nói gì? Cầu cho thuốc hiệu nghiệm để tôi không đau. Là sợ phản ứng phụ là làm sao? Mấy anh sợ, DEA điều tra rồi bắt tôi phải chịu đau à? Chúng nó nghe ma dọa, sợ quá nên cấp cho ma thuốc giảm đau ma túy hạng nặng, muốn bao nhiêu cũng có, không làm cho chúng sợ là không xong mày ơi. Bạn tôi là luật sư nên hay dọa chuyện kiện cáo, bác sĩ sợ cũng phải. Nhưng không hiểu, thấy bạn tôi vui vẻ cười nói là do thuốc hay do bản tính cứu hộ của hắn, có lẽ là cả hai ngồi một lúc thấy vợ mang bình trà mới ra thay. Tên bạn đợi vợ vào trong, nháy mắt bảo. Mày thấy vợ tao đẹp không? Lại sắp có một triệu tiền bảo hiểm nhân mạng của tao. Tao chết đi, khối đứa sẽ lăm le nhảy vào. Nhưng tao tính toán plan nhìn xong xuôi cả rồi. Bạn tôi vốn là người mưu mô, việc gì cũng sắp xếp, sửa soạn, lập chương trình đâu ra đó, không bao giờ để cho việc bất ngờ xảy ra. Chỉ có mỗi chuyện bị ung thư là không plan được Hắn cười Mày còn nhớ thằng Đạt Móm không? Nó cũng ở trong xóm bạn mình chơi thuở xưa Nó mê vợ tao như điếu đổ Vợ tao cũng có cảm tình với nó Cho đến khi tao nhảy vào Tội nghiệp Đạt Móm Tao hạ nó đò ván Nó đúng hơn Nó tự lượng sức mình Thấy thua tao quá nên tự động rút lui Nhưng mà nó dễ thương quá mất đi không một chút giận hờn thù ghét gì tao. Nó ở mối thất tình với vợ tao nhưng không lộ ra ngoài. Chỉ có tao biết, vợ tao cũng tưởng nó nguôi ngoai rồi. Ngày đám cưới tao, tao còn để nó làm phụ rể. Trong nó sai đắm nhìn vợ tao, lúc đó tao cũng thấy mũi lòng thương. Nó sang bên này lấy vợ, làm ăn cũng thành công lắm. Con cái đều khá, thành tài cá rồi. Hai năm trước, vợ nó bị bệnh chết Tên bạn nhấp ngụm trà, hắn chép miệng. Mọi sự có số cả. Ngày vợ thằng Đạt chết cũng là ngày tao khám phá ra bị ung thư. Tao tưởng với đám bác sĩ giỏi như đây tao có thể đánh bại được ung thư, khỏe lại như thường. Nhưng số trời đã định. Hắn nói tiếp. Tao có linh tính trước nên đưa đám ma vợ nó xong, tao nói với nó. Tòa để tàn vợ xong, đừng nghĩ đến chuyện lấy ai khác, nhất là đừng có về Việt Nam rước một em nào sang đây nhé. Tòa cũng già rồi. Lấy một em trẻ ở Việt Nam sang chỉ 3, 7, 21 ngày, nó sẽ cắm sừng lên đầu tòa tua tủa, rồi nó có thể sanh, sẽ lấy hết tiền của tòa đi với thằng khác ngay, chứ có dạy. Tao biết nó vẫn còn mê vợ tao như xưa, nên tuy thoáng có ý nghĩ trong ốc, tao gạt đi ngay, nghĩ là mình sẽ qua khỏi bệnh nhưng giờ đây sự thật phủ phàng là tao chỉ còn một hai tháng cho nên tao plan cho vợ tao và đặt mớm xong cả rồi coi như chuyện hậu sự cho vợ tao sau khi tao chết cũng là theo chuyện của vợ một anh bác sĩ ở vùng này anh ta chết mấy năm trước vì bệnh tim bà vợ sau mấy năm vẫn còn sung tình phơi phới muốn đi bước nữa nhưng không tìm ra ai thích hợp rồi chị ta có người bạn gái thân thiết hồi đi học lấy chồng cũng là bác sĩ ở một nơi khác. Bà này bị ung thư vú cũng sắp chết. Bắt chồng hứa là khi mình chết phải cưới người bạn của mình về. Bây giờ thì mọi sự êm đẹp cả. Hai người quá sống với nhau cũng hạnh phúc lắm. Tao biết chuyện này nên cũng bắt chước theo thôi. Tao nói với vợ tao, chỉ để tàn tao ba tháng thôi, thế là quá đủ rồi. Tao đã bốt sẵn với máy bay cho vợ tao và đặt móm đi du lịch một tour ba tháng khắp thế giới. Những chỗ nào tao chưa đưa vợ tao đi. Rồi về lại đây làm đám cưới hẳn hồi. Tao cũng soạn sẵn vì chút người nào tài sản riêng người đó. Con cái tao cũng giải bảo hết. Không đứa nào được lộn xộn. Đứa nào cũng vợ chồng con cái cả rồi. Để yên cho mẹ chúng mày sống. Rồi vợ tao sang chỗ thằng Đạt ở. Hay là nó về nhà đây sao cũng được. Tùy hai người. Mày thấy tao tính có hay không? Tôi nhìn anh bạn thương cảm, miệng cười nhưng hai hàng nước mắt như mưa. Hóa ra sau cái vỏ tính toán bất cần đời, Shinico của bạn tôi vẫn là một trái tim mềm yếu, đầy thương yêu người vợ của mình. Chỉ sợ sau khi mình qua đi, vợ cô đơn đau khổ và cần bàn tay bảo bọc, nên sắp đặt cho đám cưới của vợ mình và người bạn tình địch cũ, để khi mình không còn nữa, trên trời cao nhìn xuống, còn thấy an ủi là vợ mình vẫn tiếp nối được đời sống thảnh thơi và hạnh phúc bên cạnh người bạn cũ năm xưa câu chuyện thứ sáu chỉ cần một sự quan tâm chồng cô bạn tôi là một tài xế taxi cả ngày lăn lộn ngoài mặt đường kiếm sống mỗi khi về đến nhà là mệt không nói ra hơi thế nhưng cô bạn tôi thì cả ngày không được nhìn thấy mặt chồng chỉ chờ anh ấy về đến nhà là cứ quấn lấy nói không chịu ngưng khiến cho anh chồng cứ phải miễn cưỡng đáp lại vài câu lâu dần cô ấy cảm thấy bực bội nấu cơm dọn nhà hay làm bất kể chuyện gì cũng không thèm để ý đến chồng rồi tính cách cô ấy cũng trở nên khó chịu hay tức giận hơn cô ấy bắt đầu làm những việc khó hiểu giống như các cách mà cô đang cố tình chứng minh cho chồng thấy mình đang có cảm giác như thế nào vậy cô ấy dùng đồ xong không đặt vào vị trí ban đầu anh chồng đi làm về cũng không còn chạy ra xếp dài chồng lên cậy thi thoảng còn hút vài điếu thuốc chỉ vì một số việc vặt vảnh mà nổi giận với anh những ngày tháng như vậy khiến anh ngày càng buồn bực thậm chí có một chút cảm giác đau khổ anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngày ngày vẫn sống chết ngoài đường không phải chỉ vì cuộc sống gia đình được hạnh phúc sao tại sao cô ấy không hề có một chút thông cảm cho anh vậy một hôm, trong giờ nghỉ trưa, anh ngồi nói chuyện cùng một đồng nghiệp về cuộc sống sau hôn nhân. Anh kia vỗ và anh nói, Người anh em, sau này đi làm về, cho dù là mệt đến đâu cũng phải lấy lại tinh thần nói chuyện với vợ vài câu, không cần nhiều, 10 phút là đủ rồi. Anh băn khoăn, thế này có tác dụng chứ? Đến tối tan ca về nhà, mặc dù rất mệt nhưng anh vẫn tươi cười. Bà xã, anh về rồi, cô ấy từ trong bếp ngó đầu ra lạnh nhạt nói một câu về rồi à anh thay quần áo xong không ngồi chĩm chệ trên sofa xem phim như mọi hôm mà chạy ngay vào bếp bà xã em mệt không để anh cô thấy thái độ của anh có chút kỳ lạ nhưng vẫn không hỏi gì tuy câu trước cứ quát anh đi ra nhưng câu sau lại bảo anh nhớ rửa rau cho sạch bữa cơm hôm đó tuy mệt mỏi nhưng anh đã thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc mà gia đình mang lại có một cảm giác yên bình như hồi còn bé ăn cơm xong cô chuẩn bị dọn dẹp bắt đũa thì anh chồng đứng dậy nói để anh để anh thôi anh nghĩ đi mệt cả ngày rồi em tự làm được cô vừa bê bát vào vừa nở một nụ cười mãn nguyện đã lâu lắm rồi cô không được cười như vậy và cũng lâu lắm rồi mới có lại không khí hạnh phúc như trước kia từ hôm đó Mỗi ngày, anh chồng đều dành 10 phút sau khi về nhà để quan tâm hỏi han vợ. Chỉ 10 phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để níu kéo một mối quan hệ vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ. 10 phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để sự ấm trái tim đang dần đóng băng của người vợ. Và cũng 10 phút ấy đã biến tất cả những mỏi mệt của người chồng thành tiếng cười hạnh phúc. Khi còn đang đi làm, có thể bạn sẽ bị cảm xúc chi phối rất nhiều đi làm cả ngày mệt mỏi về đến nhà chỉ muốn được nằm dài trên ghế nghỉ ngơi không bị ai làm phiền thế nhưng sau này nghỉ hưu rồi bạn mới nhận ra cái gì mới là hạnh phúc thật sự lúc đó bạn sẽ hối hận rằng tại sao trước đây không vui vẻ nói chuyện với cô ấy một chút giúp đỡ cô ấy một chút thì bây giờ không phải cô đơn như vậy phụ nữ đôi khi đơn giản lắm họ chỉ cần một người đàn ông có thể cười nói yêu thương dịu dàng với họ thì bao mệt mỏi họ đều tự nguyện gánh vác hết. Bạn hãy luôn nhớ kỹ, vai trò của bạn ở nhà không ai có thể thay thế. Chỉ cần dành 10 phút sau khi đi làm về nói chuyện với vợ, quan tâm cô ấy thì ngọn lửa trong gia đình sẽ không bao giờ nguội tắt. Câu chuyện thứ bảy Giàu có và nhân cách Alo, mời anh ra quán thiên nhiên uống cà phê với em nghe điện thoại của một chú em tôi nghĩ chắc là có việc gì quan trọng chú ta muốn đàm đạo đây thoại kém tôi 4 tuổi gia đình chú ta lâu nay vẫn coi tôi như người trong nhà tuy rằng không có họ hàng gì chẳng có chuyện gì trong gia đình của chú từ chuyện riêng tư tình cảm cho đến chuyện làm ăn lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn tôi đều được biết khi còn làm việc với khả năng có thể tôi đều thật tình tham gia góp ý vừa đánh chiếc xe máy đến cổng quán cà phê, tôi đã thấy chiếc xe ô tô màu sữa của chú đậu ở bãi. Nghe chú ta khoe, có giá đến 1,2 tỷ. Trong xe, người tài xế được chú thuê tháng đang ngồi bên trong, chăm chú cắm mặt vào chiếc điện thoại trong tay. Tôi kế thêm một anh bạn vốn là kỹ sư nông nghiệp của một nông trường quốc doanh. Vừa thấy chúng tôi đến, thoại cất tiếng. Chào hai anh, đồng thời kéo ghế mời. Thoại ăn mặc khá lịch sự, áo sơ mi cộc tay màu vàng nhạt, quần trắng và đặc biệt chú mang đôi giày đen cao đế. Sau khi kêu đồ uống tùy thích, thoại vào đề ngay. Em tính gọi anh ra để anh tham gia cho em một công việc này. Vừa nói, chú ta vừa rút trong túi ra một tờ giấy rồi nói tiếp. Đây là tấm sơ đồ miếng đất. Ở trên đó, họ đã có ngôi nhà 3 tầng lầu, giá 22 tỷ, tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh tắm sơ đồ đây cả nhà em muốn xuống sống ở thành phố để hưởng thụ nghe câu nói xuống thành phố hưởng thụ tôi đã nghĩ trái khoái người ta có tiền có nhiều tiền họ đi mua đất ở bờ biển đẹp hay đến khu yên tĩnh khí hậu trong lành đây chúng ta lại chọn một thành phố đông đúc ồn ào tôi chưa kịp đưa ra ý kiến thì chợt có chú bé đánh dài người nhỏ bé tật nguyền một tay chú bé bị liệt co vào trong ngực tay còn lại khệ nệ xách hầm đồ nghề dáng đi lắc lư khó nhọc chú bé đến gần chúng tôi cất tiếng lễ phép cháu mời chú đánh dài à đồng thời đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn thoại vì trong ba chúng tôi chỉ có một mình thoại mang giày thoại nghe lời mời chào của chú bé đánh dài tật nguyền liền ra giọng hách ê đánh dài giá bao nhiêu Nghe hỏi như vậy, chú bé hiểu rằng đã gặp người khách có nhu cầu, liền trả lời. 15.000 chú hai ạ? À? Nghe giá chú bé nói, Thoại liền tục đôi giày của mình ra, vẫn cầm trên tay hất hàm lên giọng ông chủ. 12.000 đồng thôi, có làm thì làm. Vì mưu sinh, chú bé đánh giày có một thoáng lưỡng lự, rồi lặng lặng cầm đôi giày của Thoại ra mé cầm cuội công việc tôi giả vờ chăm chú xem tấm bản đồ của thoại đưa nhưng vẫn để ý đến câu chuyện giữa thoại và chú bé đánh dài sau đó thoại ngồi co hai chân trên chiếc ghế mây chỉ có ba ngàn với một chú bé đánh dài tật nguyền câu chuyện quá nhỏ nhưng nó đã có dịp phơi bài nhân cách của thoại trần trụi trước tôi và người bạn đi cùng tôi cảm thấy xấu hổ thay vì có người bạn như vậy ngầm ra dấu với người bạn nhưng bất cần anh bạn kỹ sư đứng lên dời bàn trong khi ly cà phê mới vơi đi một ít. Trong tôi, tình cảm lâu nay với Thoại cũng sụp đổ. Người bạn như thế này không thể chơi được. Thoại giàu có nhưng thiếu nhân cách trước một con người yếu thế. Thay vì những góp ý chân tình, tôi là khách sáo. Có tiền nhiều tiền như chú, trái đất này cũng bé như hòn bi. Chú cứ xuống Sài Gòn mà hưởng thụ. Con cái Chúng có xây dựng gia đình ở Hà Nội hay Hải Phòng, có tiền cũng gần như bên hàng xóm thôi mà. Một thời gian sau, chúng ta chuyển xuống thành phố, ngày đầu tiền bạc từ việc kinh doanh bất động sản vẫn đổ vào không ngừng, nhưng một điều chắc chắn tôi tin rằng, tiền bạc của chúng ta có nhiều hơn nữa cũng không thể mua được hạnh phúc hơn người như chú vẫn tưởng. Nói về nhân cách sống, thoại dọa kiếm tiền nhưng không được giáo dục về nhân cách như thế nào là nhân cách, chúng ta không hiểu. Thông qua hành vi của Thoại với chú bé đánh dài đã bộc lộ cái còn thiếu căn bản của Thoại, đó là nhân cách. Chính chúng ta cũng không hề biết chúng tôi đã xem thường giá trị bên trong con người chú ấy, cho dù Thoại có trong tay hàng trăm tỷ. Câu chuyện tôi viết ra đây cũng chỉ cho những người tử tế tham khảo và chia sẻ với nhau, còn những người thiếu nhân cách họ không hề đọc có khi cả cuộc đời không đọc lấy một cuốn sách. Đó cũng là văn hóa. Bản chất của văn hóa thật ra là hành vi giữa người với người. Câu chuyện thứ 8 Lòng biết ơn và biết cách đền đáp là phẩm hạnh nhân cách tốt nhất của con người. Khi cô bé nũng nịu hỏi ba làm gì để kiếm tiền lo cho gia đình, thì anh nói anh làm việc trong văn phòng. Và điều này khiến cô bé hài lòng không thắc mắc gì thêm thật ra rob chỉ là một người lao công quét dọn trong các bu của thành phố và mỗi ngày trước khi về nhà anh đều tắm rửa cẩn thận trong các phòng tắm công cộng không để lại tí mùi hôi nào khi ôm hôn vợ con anh vốn được sinh ra trong khốn khó và chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ ngay cả trong họ hàng của mình rob chưa bao giờ dám mua ngay cả một đôi giày mới cho riêng mình anh chỉ mua những đôi giày cũ còn dùng được trong cửa hàng bán quần áo cũ anh tiết kiệm từng đồng để lo cho con gái anh muốn con mình được bạn bè trong lớp tôn trọng nên không thể để người khác biết anh là người quét dọn rác bởi vì anh hiểu dưới con mắt của mọi người trong xã hội những người phu quét dọn như anh thường bị khinh khi nhưng anh nhất quyết không để con mình bị nhục năm tháng trôi qua rồi con gái anh cũng học xong high school và chuẩn bị vào college ngày được giấy báo vào trường con gái mừng rỡ khoe với ba kèm thêm một lá thơ với số lệ phí mà con anh phải đóng để đăng ký nhập học số tiền không quá lớn đối với người khác nhưng đối với anh đó thật là một vấn đề nan giải trước ngày cuối phải đóng tiền cho con anh đi làm với tâm trạng rối bời anh không còn tâm trí để tập trung cho công việc khi các bạn đồng nghiệp chia nhau làm việc anh ngồi thẫn thờ cạnh đống bao rác hôi thối lòng buồn bã nghĩ đến con gái sẽ thất vọng biết bao khi anh không mang đủ tiền lệ phí về cho con đêm nay kết thúc ngày làm việc các đồng nghiệp kéo đến và hỏi anh rớp cậu có xem chúng ta là anh em không khi anh vẫn còn đang ngơ ngác trả lời dĩ nhiên là vậy rồi thì tất cả đều xòe tay ra trên tay mỗi người đều có số tiền mặt tương đương với một ngày công và tất cả gom lại đưa cho anh. Rút hoảng hốt từ chối, anh không thể lấy số tiền của những đồng nghiệp nghèo khó đã vất vả kiếm được suốt cả ngày. Nhưng một người trong số đó vẫn dúi tiền vào tay anh và nói: "Chúng ta tất cả đều có thể nhịn đói ngày hôm nay, nhưng con gái của chúng ta nhất định phải vào đại học." Lần đầu tiên trong đời, rút trở về nhà với bộ quần áo lao công, không tắm rửa hay sửa soạn, anh không thể nói dối mãi với con gái về công việc của mình và tấm lòng nhân hậu của các bạn đồng nghiệp năm tháng qua đi con gái anh giờ đã tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc khá cô nhất quyết không cho ba đi làm nữa nhưng điều lạ nhất là cô hay cùng ba đi thăm những người đồng nghiệp xưa của anh và cô luôn mua nhiều thức ăn đem đến cho họ một ngày cô cùng cha đã đến thăm một trong những người bạn cha cô vừa cười vừa hỏi Này con gái, tại sao con luôn mang thức ăn đến cho chúng tôi thế? Vừa dọn thức ăn ra bàn, con gái anh mỉm cười trả lời Bởi vì tất cả các chú đã nhịn đó ngày hôm đó để con có được ngày hôm nay Con ước chỉ có thể mua thức ăn đến cho các chú mỗi ngày